Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo yo, hello nha, chào mọi người, chào quay trở lại với channel mà mình đây từ từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em game hay tại đây chế mình đây từ từ đường phố đấy bạn nào. Ok, quay trở lại video ngày mình trước vào video cho anh em xem video mẹ like share thằng kênh đăng ký bên phải mình xin rất nhiều ạ. Ok, tiếp tục buổi công chiều mới nhất của kênh từ từ đường phố anh em, tiếp tục series mini game tặng thẻ cào Wigosu cho anh em. Đâu lắm rồi không lên thì thấy nhiều anh em yêu cầu thì ok hôm nay tôi sẽ lại lên một cái event tặng thẻ cào Wigosu cho anh em. Đó, cách thức tham gia thì các bạn và như thế nào thì anh em vui lòng theo dõi video để xem và tham gia nhé. Và cũng lâu lắm rồi chúng ta không nghịch đến cái sự kiện đó là hoán đổi tướng anh em, mặc dù cái sự kiện này hiện tại tôi nói thật một câu là anh em cái sự kiện này các bạn cũng chỉ để gọi là tham khảo cho vui thôi. Kiểu như bác nào mà mới chơi rảnh rảnh ấy, có dư tài nguyên thì vào đây nghịch cho nó vui thôi, chứ đâu cái tỷ lệ của cái này thì chắc là không phải nói lại lần nữa thì chắc anh em biết rồi. Hôm nay thì các bạn cũng hiểu rồi, lâu lắm rồi anh em, hiện tại thì tới anh em để tôi đập đốt 20 thằng bia đã rồi nói cho nó dễ. Thế là nói bâng khuâng quá. Ok, xin chào tất cả anh em buổi chiều nhá. Chào tất cả mọi người, anh em tôi xin một xe cả mọi người rất nhiều. Rồi ok anh em. Ok, thì như anh em hết biết hiện tại thì tướng FMS của chúng ta đã ra mắt được rất là nhiều anh em, từ dạng thông minh, minh mẫn cho đến sinh khí chính xác và bền bỉ. Hiện tại chúng ta đang có một số lượng tướng FMS rất là nhiều bạn, để tôi đếm cho nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gần 48 tướng anh em, 47 tướng S rồi. Trong đó thì mỗi hệ đều bây giờ đa số đều hơn 6 cháu rồi anh em. Có hệ thì 7 cháu, có hệ 6 cháu rồi anh em. Đó, đa số toàn 7, có mỗi nhanh nhẹn là đang 6 anh em. Sắp tới này ra tướng nhanh nhẹn rồi. Ok đó, sinh khí thì các thứ các kiểu, hai dòng này thì không lấy được rồi. Đấy. Đây là lâu lắm rồi cũng không hoán đổi, biết là hiện tại thì tỷ lệ hoán đổi nó ra từng S nó có dễ hơn không anh em, như ngày xưa thì rất là khó, bây giờ nó dễ hơn không, mong rằng sẽ dễ. Hôm nay tôi sẽ làm một clip hoán đổi từ từng S qua từng MMS cho anh em xem nhá. Ok, giờ đầu tiên thì chúng ta đi kiếm câu hỏi hay cho clip ngày hôm nay nào. Đâu là tên của One B Vega Bang? Tôi nhớ chuẩn luôn anh em, bắt một chuẩn luôn ạ. Rồi đâu là tên nhóm không trong One B à? Hội trưởng hội què cụt rồi là săn tóc đỏ, người đầu tiên bị mất tay, có biệt danh thân thuộc là gì? Đầu rêu, bạn thân từ nhỏ của Usopp là ai? Kulai cái a. Ước mơ của Usopp làm gì? Kororo anh em. Mơ Kororo là gì? Rồi. Rồi xong vấn đề về câu hỏi rồi. Thì nói về event sau, giờ chúng ta xem cho đi hoán đổi nhá. Hiện tại thì chúng ta đang có khá nhiều tướng mới anh em. Đầu tiên là về dòng sinh khí các bạn nhỉ. Có sự xuất hiện của Kilemon này. Ai chà. Roro à. Kobe. Này đổi đây là hơn 100 lần anh em. Đây. 140 mấy lần các bạn. Bữa tôi hoán đổi ra rồi anh em, là xem clip lần trước thì chắc bị nhớ rồi, tôi hoán đổi ra cháu Mandela đúng không? Đó Mandela anh em từng S đấy. Đây là hoán đổi ra rồi anh em, nhưng mà đây lại quay trở lại các bạn. Lại muốn trải nghiệm lần nữa các bạn, cảm giác gọi là ra đổi ra được từng S. Kit này. Đấy. Quay tăng Uruge. Chopper. Anh em đoán xem hôm nay tôi có hoán đổi ra cháu nào không? Mong rằng sẽ hoán đổi ra anh em. Thế mà công đặt ảnh cho anh em xem thế rồi mà lại không ra được cháu nào thì có một choang nám. Ok, ra cháu thôi cũng được nào. Không, nó kiểu ra bất chợt đó các bạn. Ra làm chúng ta giật mình luôn á, giật mình ngã ngửa luôn anh em chứ không phải là không ạ. Usopp, Peppo. Ok, Lucky, Robin, Usopp. Thế giờ ra tướng mới thì đúng ngất luôn anh em, ngất lịm các bạn. Trời ơi, cảm giác cứ gọi là ngất lịm luôn, không làm gì được các bạn.
MR1 này. Ok. BR3 Visat Group. Lại là Kobe. Kobe à? Đấy Kobe đi coi anh em. Có khi nào Kobe ra Kobe không nhỉ? Câu này hơi khó nhưng mà không bỏ qua đấy anh em. Có khi nào Kobe ra Kobe không ta? hơi hoang mang các bạn. Roro. Okia. Nokui. Rup. Okia không ra được cháu nào à? Vego nào. Vego lại ra Beppo. 3 cháu, 4 cháu. 5 6 7. Này quay lại rồi anh em. Đã quay lại rồi. Cứ quay bằng tròn đấy nhờ. Ok, chỉ giờ đây anh em nó không chiếu nha các bạn nhá. Đầu lắm rồi cũng không hoán đổi, biết là còn anh em nào nghĩ cái này không. Giờ chắc là số toàn tích lại đổi sự kiện còn hơn. Đổi form 10 sao, linh trì đồ các kiểu còn ngon hơn là mấy cái này. Cái này công nhận, cái này tôi không phủ nhận các bạn, cái này tôi cũng công nhận luôn. Nhưng mà chung thì tôi làm clip thì nó đâu rảnh đi test nghịch chơi đấy anh em. Kiếm niềm vui nạ. Rồi anh em thích thì có thể là mấy Aclon á, thì các bạn đi hoán đổi này anh em, biết đâu các bạn may nhân phẩm. Thế lâu lắm rồi chưa thấy nhân phẩm nhờ. Ngày xưa hồi nào ông nào nhớ cái hồi đầu mới chơi, trời ơi còn nhớ cái hồi đấy. Nói thì nhiều bạn bảo là gì mấy ông nào clip toàn bịp anh em người xem, đâu có đâu. Ảnh tôi lấy được tôi toàn là mấy anh em khoe trên group các kiểu hoán đổi ra tướng đàng hoàng, cho đến khi tôi hoán đổi ra rồi anh em mới thôi chứ. Hoán đổi ngày đấy nó đúng gọi là một cái gì đẳng cấp VIP Pro các bạn. Đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy chất chơi người rơi rồi đấy anh em. Thế hoán đổi ra được con tướng thôi đỉnh cao rồi. Đời này coi như bỏ luôn gọi như nói ạ. Trời ơi. Đâu phải như bây giờ đâu. Giờ tìm kiếm dế rồi, không như ngày xưa các bạn. Không phải nói, cứ bảo là nói là cứ sao cứ ngày giờ hơi sợ với ngày xưa. Nhưng đúng thật sự bây giờ tìm kiếm dế ngày xưa rất nhiều các bạn. Izuma, lấy luôn ông đi anh em. Đổi nào. Ok, vớt vát nhau cái còn hơn 20 mấy lần nữa anh em. Đây hoán đổi đã hơn 150 lần anh em. Đây là 100 quên đấy là 10 gần 15k điểm luôn. Trời ơi. Vớt nhau cái nào bạn ơi. Lami, lấy Lami ra anh em. Roro, Sandri. Không ra được à? Cái nhờ không ra các bạn. Ok em sao anh em, cái nhà này chưa đánh boss, tôi đi đánh boss anh em. Rồi vừa tròn đủ một trò ấy luôn, Odin luôn, ngon lành. Ok nói tiếp event sự kiện mini game tặng thẻ cào với giúp cốt cổ su bên kênh từ đường phố anh em. Đầu tiên thì nhắc lại cho các bạn nhớ 3 bước tham gia sự kiện bên kênh, dành cho bạn nào mới xem hoặc là mới bạn mới biết đến và tham gia thì để biết cách tham gia cũng như tham gia cho chuẩn để khi có thể trúng giải thì nhận được ạc, tránh trường hợp trúng giải nhưng không nhận được ạc nhá. Đó thì anh em nhớ nghe và tham gia cho chuẩn các bạn nhá. Đấy, sự kiện nào cũng vậy thôi anh em, trò chơi được có luật chơi, anh em tham gia cho đúng luật, nếu không đúng luật thì sẽ không nhận được quà vậy thôi. Ok, 3 bước cơ bản để tham gia sự kiện bên kênh Tự Tử Đường Phố bao gồm có việc đầu tiên đó là anh em vui lòng like và share video này lên Facebook của anh em và dặn công khai giúp tôi ạ. Ok, và chỉ tính trong thời gian event diễn ra. Chứ sau khi chốt event rồi nếu trúng giải share sẽ không được tính các bạn nhá. Những trường hợp này rất là nhiều, như ông trúng giải xong bắt đầu mới quay ra chia sẻ. Xong rồi cứ bảo là em chia sẻ rồi cứ thành ra nó khó. Đấy, khác gì các bạn nghe số số trúng giải rồi các bạn mới chạy đi mua đâu, nó làm sao mà như vậy được. Đấy, cuộc sống là thế anh em, thế nên là các bạn vui lòng tham gia cho chuẩn để có thể nhận giải nhá. Điều thứ hai đó là anh em ấn đăng ký kênh nhưng mà chuông thông báo lên để ủng hộ channel. Đó, chuông đăng ký kênh từ đường phố lên. Nếu như bạn đã đăng ký rồi thôi, còn nếu anh em chưa đăng ký thì vào đăng ký và bật chuông lên giúp tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong rằng năm nay thì sẽ được sự ủng hộ của anh em giúp đỡ. Like share như kêu gọi để kênh sớm đạt mốc 100.000 người đăng ký anh em. Thế này nút bạc chính thức của nhà phát hành quyền của bên YouTube về anh em, một ước mơ nhỏ nhoi của tôi trong mấy năm nay rồi. Mong rằng chúng ta sớm làm được trong thời gian không xa.
Ok, và việc thứ ba là mời các bạn xuống phần comment trả lời câu hỏi kèm theo tên Facebook của anh em nha, cái link Facebook mà anh em đã share video đấy. Đó, chuẩn chúng tôi. Rồi. Ok, câu hỏi của sự kiện ở trong video ngày hôm nay của chúng ta đó là ước mơ của thánh kiếm sĩ mù đường Zorro là gì? Các bạn vui lòng comment câu trả lời kèm theo tên Facebook của anh em chúng tôi ở dưới phần mô tả. Ơn cuối cho phần comment của video nhé, cảm ơn các bạn. Rồi, giờ thì chúng ta quẹt qua sự kiện nào. Đổi được một cháu đen về đội rồi anh em. Nói chung thì hôm nay không biết là nói nhà nhưng mà khá là đen, thật sự luôn. 12 cũng được bao nhiêu? 60 à? Không, 12 là được 60 đúng không? 61 đồng hoàng rồi, 60 thùng bia. Ô, 60 thùng bia có bia vàng nha, đủ anh em. Nha, đủ, chưa mộ. Ủ, thừa. Được rồi. Thế này thì dưới lại 80 à? Đúng rồi, dưới lại 80 anh em, dưới lại 80 thùng là được. Dưới lại 80 thùng là đẹp anh em. Nộ 80 cốc bia chứ anh em, 80 cốc bia là đẹp, chúng ta ăn được mốc 150 rồi. Đó, ngon lành các bạn. Đó, 100 cốc nữa được các bạn, 100 cốc bia nữa là được, ngon lành luôn, lượm luôn luôn. Tới nào, tới luôn đi. Rồi tiếp nào. Ok, tiếp tục. Ok, tới cho xong luôn các bạn. Ok, xin chào tất cả anh em vui không chiều mới nhất kênh từ đường phố nha. Anh em tôi xin một like, một subscribe. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Ok, cảm ơn người. Ok, mong rằng anh em sẽ like và đăng ký kênh để ủng hộ channel. Cảm ơn các bạn nhé. Gáp. Rồi, ok các bạn. Hoàn tất nhiệm vụ. Vàng thế. Một quả mốc 300 nhận thưởng thêm nữa. Được của nó các bạn, tạm thời ghi nhận. Ok, video tạm thời kết thúc luôn anh em nhé. Mọi người tiếp theo của mình video kênh tự tử đường phố rất nhiều. Giờ thì bye bye.